Xin chào mấy bạn. Tuần vừa qua thì cũng mới nghỉ việc impact to cho nên cũng khá rảnh rỗi và đi xem được một số phim. Thì xem rồi về thì cũng muốn làm một cái review cho các bạn về thêm về phim của Việt Nam để mà còn đi coi. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn về phim Gái Nhà Lấm Chim. Thì theo đánh giá của mình thì phim này khá gọi là khá tốt, khá hay để chúng ta đi xem. Thì phim này mình đánh giá thì nó hay giống như là phim Để Mai Tính như vậy. Thì thật ra thì mình không thích lắm về phim hài của Việt Nam, đặc biệt là phim của Hoài Linh chẳng hạn. Mình rất là ghét phim của Hoài Linh, trước đây thì cũng ủng hộ nhiều nhưng mà càng đi coi thì cảm thấy càng ghét vì phim nó không có được đầu tư đúng mức. Mình cảm giác như khi coi về mình cảm giác như là nhà sản xuất phim người ta đang không có tôn trọng người xem một chút nào khi mà đưa một bộ phim ra rạp mà chất lượng như là một cái video hài chẳng hạn. Nên từ đó mình tự hứa là không có phim của Hoài Linh nữa. Với lại thì bộ phim hài Gái Nhà Lấm Chim thì điều đầu tiên mình khen nó là đạo diễn. Mình thấy đạo diễn chăm chút từng chi tiết ở trong bộ phim, rất là chăm chút, rất là hay. Thứ hai nữa đang làm cái việc chính vì đạo diễn chăm chút như vậy và xây dựng những cái hình tượng nó rất là chuẩn, giống như là nhân vật Việt Hương trong chỗ video chẳng hạn. Bình thường thì mình thấy Việt Hương diễn rất là lố trong bất kỳ show nào chẳng hạn, nhưng trong phim này Việt Hương hài vừa thu và cảm giác rất hay, rất thú vị. Nói chung là mình có lời khen cho vai diễn của Việt Hương trong phim này và các cảnh quay về nhân vật. Thứ hai đó là các cảnh quay về nhân vật thì rất là đẹp, các diễn viên như Diễm My hay là Bình Minh hình ảnh lên rất là đẹp, rất là long lanh giống như là công chúa hoàng tử vậy. Thì đạo diễn hay là đạo diễn có thể đưa mình từ cảm xúc này sang cảm xúc khác. Đây là một bộ phim hài, hầu hết bộ phim đều là hài nhưng mà có những cái giai đoạn nó trầm xuống, nó tạo cho mình giống như mình nhập tâm vào nhân vật vậy. Khi hai nhân vật phát hiện ra sự thật và thất vọng, họ đau khổ, mình cũng cảm giác được như vậy. Nói chung là phim rất là hay và rất đáng để đi coi.